chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thế Giới Xe Máy Nhập Khẩu. Thì video ngày hôm nay tôi sẽ xin giới thiệu đến các bạn hai dòng xe 50 phân khối của nhà XQM ha. Thì hai dòng xe số nha, để cho hôm trước tôi có quay xe ga rồi thì hôm nay sẽ quay xe số cho mấy bạn mình xem tham khảo qua mẫu ha. Thì ở đây thì tôi đang có sẵn ba màu xe của dòng XQM, đó thì là xe Elegant ha mấy bạn ha. Các bạn xem qua xe giúp mình ha. Thì xe này là xe 50 phân khối dành cho những bạn học sinh sinh viên hoặc là những anh chị mình chưa có bằng lái xe thì mình có thể sử dụng dòng xe này ha. Thì đối với dòng xe 50 thì bên cửa hàng Hà Đặng ở bên Thư vẫn có hỗ trợ chính sách trả góp cho mọi người luôn nha. Thì chiếc màu xanh nè, chiếc màu xanh đen ở ngoài cùng này ha, nó sẽ đi phiên bản bánh mâm. Thì bên cửa hàng Thư đang bán với giá là 17.400.000 cho phiên bản bánh mâm nha. Còn đối với là xe bánh căm, đây chiếc bánh căm thì bên Thư đang có hai màu, bên này nó sẽ phối đen ha. Chiếc bánh căm thì bên Thư đang bán với giá là 16.800.000 cho phiên bản bánh căm. Rồi Thư xin nhắc lại giá xe ha, bánh mâm thì bên Thư đang bán với giá là 17.400.000 cho phiên bản bánh mâm ha. Còn đối với bánh căm, bên Thư đang có hai màu này, đang bán với giá là 16.800.000. Thì những dòng xe 50 này khi mà các bạn mua xe ha, thì bên cửa hàng vẫn có hỗ trợ chính sách trả góp cho mọi người luôn. Đối với những dòng xe 50 này các bạn trả trước giúp Thư tầm khoảng từ 2 triệu đồng là mình đã có thể nhận xe về rồi nha. Thì thủ tục mình sẽ cần có căn cước công dân nè. Ngoài ra khi mình có thêm những giấy tờ khác, ví dụ như là bằng lái xe hoặc là bảo hiểm y tế ha, thì mình cứ mang theo. Nói chung là mình có càng nhiều giấy tờ là sẽ có nhiều ngân hàng hỗ trợ cho mấy bạn hơn ha. Thì các bạn là học sinh sinh viên nè, sinh viên ha, mấy bạn đủ 18 tuổi rồi thì bên Thư sẽ có hỗ trợ chính sách trả góp cho mọi người luôn nha. Thì dòng xe này là 50 phân khối chạy xăng của nhà XQM mọi người ha. Thì tiếp theo đó luôn sẽ có thêm một dòng của nhà XQM nữa, chính là dòng xe Galaxy nha. Galaxy hiện tại bên Thư đang có sẵn là 4 màu nè, mấy bạn xem qua màu nha. Thì xe Galaxy bên Thư cũng sẽ có hai phiên bản là bánh mâm ha, với lại bánh căm cho mọi người để mình dễ lựa chọn hơn. Đối với phiên bản bánh mâm thì đang bán với giá là 18.700.000 cho bản bánh mâm. Bánh căm là 17.600.000 cho bánh căm mọi người nha. Thì đang có sẵn là 4 màu, đây mọi người xem qua để mình tham khảo nha. Thì để Thư quay chi tiết xe cho mọi người coi luôn. Thì xe này nó ở phía trước á, nó sẽ có thêm cái gọi là cái hộc nhỏ ha. Thì nói chung là mình đựng được những vật dụng nhỏ thôi. Các bạn xem qua đây ha. Đi kèm theo xe là sẽ có hai cái chìa khóa Seiko nè, với lại là sẽ có hai cái hộc nhỏ đựng đồ thôi. Này, thì xe này là xe 50 phân khối nha mọi người ha. Xe 50 phân khối dành cho những bạn là học sinh, sinh viên hoặc là những anh chị mình chưa có bằng lái xe thì mình có thể mua dòng xe này ha. Thì mức tiêu hao nhiên liệu của dòng xe này là 1,29 lít trên 100 km mọi người nha. 1,29 lít trên 100 km. Đối với những cái dòng xe mà 50 phân khối thì bên cửa hàng ở bên Thư á, vẫn có hỗ trợ chính sách trả góp nha. Mọi người trả trước từ khoảng 2 triệu đồng thôi là mình đã có thể nhận xe được rồi. Thủ tục Thư xin nhắc lại nha, là cần cái căn cước công dân thôi ha. Nếu các bạn có thêm giấy tờ khác như bằng lái xe hoặc bảo hiểm y tế thì cứ mang đến cửa hàng ha. Nói chung là mình có càng nhiều giấy tờ thì sẽ có nhiều ngân hàng hỗ trợ cũng như là nhiều mức lãi suất cho mọi người. Thì mà khi mình mua góp xe thì các bạn đa phần sẽ thắc mắc là mình có được đóng theo cái khả năng hàng tháng của mình hay không. Thì câu trả lời sẽ là có ha. Thì khi mà các bạn mua góp á, thì bên Thư sẽ có những bạn ngân hàng để hỗ trợ các bạn tính cho những cái phần góp để phù hợp với khả năng tài chính hàng tháng của mọi người ha. Ví dụ như là các bạn có khả năng mình góp cho vòng 6 tháng nè, 9 tháng, 12, 15, 18 tháng, 24 tháng ha. Nói chung là những gói góp đó là mình được tự chọn theo cái khả năng tài chính của mình trả hàng tháng như thế nào ha. Thì khi mà các bạn mua xe thì góp á, thì khi nào mà mình thanh toán xong rồi mình sẽ được nhận cà vẹt gốc. Hoặc là mình có thể làm gói cà vẹt gốc thì khi các bạn trả trước tầm khoảng từ 20 đến 30% giá trị xe là bên tôi sẽ có làm được gói cà vẹt gốc cho mọi người luôn nha. Thì ngoài hai cái dòng xe của XQM tôi vừa giới thiệu cho mọi người á, thì mọi người còn đang quan tâm dòng xe 50 nào khác hoặc là xe tay ga nào đó thì của dòng 50 phân khối ha, thì các bạn có thể comment ở bên dưới video thì tôi sẽ hỗ trợ quay chi tiết cho mọi người hơn, cũng như là tôi sẽ để lại số hotline ở bên dưới màn hình ha. Các bạn có thể gọi hoặc là nhắn tin qua Zalo. Các bạn có thể gọi ha hoặc là nhắn tin qua Zalo giúp bên Thư ha. Thì hiện tại xe Thư đang quay cho mọi người đang ở cửa hàng xe máy Hà Đặng 4 ở địa chỉ là 1361 tỉnh lộ 43 Bình Chiểu, Thủ Đức mấy bạn nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.